Lữ Bố và Triệu Vân, ai mới là chiến tướng số 1 Tam Quốc? Trong Tam Quốc diễn nghĩa, hai chiến tướng thường được đặt lên bàn cân so sánh chính là Lữ Bố và Triệu Vân, liệu ai mới xứng danh vô địch? Trong thế giới Tam Quốc diễn nghĩa, bên cạnh những cuộc tranh hùng của các bậc đế vương, người ta còn say mê bàn luận về tài năng của những chiến tướng lẫy lừng. Từ những trận chiến kinh điển như Quan Vũ qua năm cửa ải chém 6 tướng, Triệu Vân đơn thương độc mã đột kích phá vòng vây, hay trận chiến Hổ Lao Quan của ba anh em Lưu Quan Trương với Lữ Bố, tất cả đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Chính vì thế, việc xếp hạng võ công của các vị tướng luôn là một chủ đề thu hút sự chú ý, và câu nói nhất Lữ, nhì Triệu, tam điển vi đã trở nên quen thuộc. Điều này cho thấy trong mắt nhiều người, Lữ Bố chính là vị tướng mạnh nhất Tam Quốc, xếp trên Triệu Vân. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng Triệu Vân không hề thua kém Lữ Bố, và cuộc tranh luận ai hơn ai vẫn chưa có hồi kết. Tiếp thay, lịch sử không ghi nhận cuộc đối đầu trực tiếp nào giữa hai vị tướng này, nếu không cuộc tranh luận đã có kết quả. Để có cái nhìn khách quan hơn, hãy cùng điểm qua một vài nét về sự nghiệp của hai nhân vật này nhé. Triệu Vân mãnh tướng của Lưu Bị. Triệu Vân, tự Tử Long, người đất Thường Sơn, là đệ tử ruột của danh sư võ thuật nổi tiếng Đồng Nguyên. Sau khi thành tài, ông đầu quân cho Công Tôn Toản và nhanh chóng gây tiếng vang khi dùng một thương kết liễu danh tướng Khúc Nghĩa, đánh thắng Viên Thiệu. Sau này, Triệu Vân gia nhập quân đội của Lưu Bị, trở thành một trong những vị tướng trụ cột trong suốt 30 năm. Tài năng và sự dũng mãnh của ông khiến hai danh tướng của Tào Ngụy là Trương Cáp và Từ Hoảng phải e dè, một điều hiếm thấy trong Tam Quốc. Lữ Bố biểu tượng của sự mạnh mẽ. Lữ Bố, tự Phụng Tiên, người quận Ngũ Nguyên, ban đầu nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi, nhưng sau đó đã quay sang đầu quân cho Đồng Trác vì lợi ích. Không chỉ vậy, Lữ Bố sau đó còn ra tay sát hại Đồng Trác, tự lập một thế lực riêng. Hành động này khiến Lữ Bố bị coi là kẻ phản trắc, nhưng sức mạnh của ông lại khiến quần hùng phải kiêng dè. Trận chiến Hổ Lao Quan, nơi Lữ Bố một mình chống lại ba anh hùng Quan Vũ, Trương Phi và Lưu Bị, đã trở thành minh chứng hùng hồn cho sức mạnh phi thường của ông. Trong trận chiến Từ Châu, để lấy lòng Tào Tháo, Thái thú Từ Châu là Đào Khiêm đã ra lệnh đưa cha của Tào Tháo là Tào Tung về Ngụy. Tuy nhiên, do lòng tham nổi lên, một vị tướng dưới trướng của Đào Khiêm đã sát hại Tào Tung và cướp đi số tài sản mang theo. Tào Tháo nổi giận, đem quân đánh Từ Châu. Tình thế nguy cấp buộc Đào Khiêm phải cầu cứu khắp nơi nhưng chẳng ai dám ra tay giúp đỡ. Lúc bấy giờ, Lưu Bị, khi ấy còn đang dưới trướng Công Tôn Toản, đã xin được dẫn quân đi cứu viện Đào Khiêm. Công Tôn Toản bật cười, cho rằng 3.000 quân của Lưu Bị chẳng thể làm nên chuyện, và đề nghị tăng viện thêm 3.000 quân nữa. Tuy nhiên, Lưu Bị từ chối, và chỉ xin mượn một người, đó chính là Triệu Vân. Lý do của Lưu Bị rất đơn giản, thiên hạ chỉ biết đến dũng mãnh của Lữ Bố mà không biết rằng Triệu Vân còn mạnh hơn Lữ Bố. Câu nói này cho thấy Lưu Bị đánh giá Triệu Vân rất cao, thậm chí còn hơn cả Lữ Bố. Về phía Tào Tháo, sau khi chứng kiến sự dũng mãnh của Triệu Vân trên chiến trường, đã phải thốt lên, ta cứ tưởng Lữ Bố đã là vô địch thiên hạ, không ngờ lại có người ngang tài ngang sức với hắn. Cả Lưu Bị và Tào Tháo, hai đối thủ truyền kiếp, đều thừa nhận Triệu Vân có võ công không hề thua kém Lữ Bố.